Chào quý vị, cái video này à, mình muốn chia sẻ về song tịch khi mình có hai quốc tịch Mỹ và Việt Nam, lãnh tiền hưu Mỹ và về Việt Nam sống và có một số quý vị có thể là không phải là lãnh tiền hưu Mỹ rồi mới về Việt Nam sống nha, có thể là mình về đó mình sống à, lâu dài và mình có cả hai quốc tịch luôn ha. À, vài trường hợp có thể bị nếu mà mình lãnh hưu hay là tiền sinh xã hội Mỹ đó thì có thể cắt bị cắt cái tiền hưu của mình hay là tiền an sinh xã hội của mình nha mình không nói đến SSI SSI là chỉ có thể lãnh uh, mà mình rời khỏi Mỹ trên 30 ngày là mình không còn tiếp tục lãnh được nữa ha. mà mình nói tiền hưu hoặc là tiền gì mà liên quan tới tính chỉ mình làm việc và đóng thuế an sinh xã hội bao gồm tiền bệnh qua chương trình SSDI hoặc là tiền góp phụ có nghĩa khi là vợ hay chồng qua đời rồi mình không có à, muốn sống ở Mỹ nữa mình về Việt Nam mình sống không? và một vài trường hợp bị trục sức khỏi Việt Nam à, những trường hợp nào mình bị trục sức ở Việt Nam mà mình không quay lại Mỹ không cho mình quay lại Mỹ tại sao không? và cái video này đó mình trả lời mình sẽ dựa theo những câu hỏi của một anh gửi email đến channel để mà hỏi những câu hỏi này ha. và mình sẽ trả lời uh, dựa theo những câu hỏi này để mình đọc cái câu hỏi của anh uh, ở đây để quý vị thấy thì một tí mình sẽ đọc hết cái câu hỏi những câu hỏi này luôn nha bởi vì không có những cái thông tin về cá nhân uh, nhập Alright để mình đọc hết những câu hỏi của anh rồi mình sẽ quay lại để mà trả lời từng câu hỏi hả uh, quý vị Xin gửi kênh tôi độc thân 61 tuổi. Tháng 11 này sẽ 62 tuổi và sẽ khai lãnh tiền hưu an sinh xã hội. Và Tết Việt Nam này khoảng tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2025, tôi sẽ về Việt Nam sống luôn ở thời gian dài, có thể nhiều năm, chắc có thể không qua lại Mỹ nếu không cần thiết. Tôi có vài câu hỏi xin vui lòng cho ý kiến. Câu thứ nhất tôi vào quốc tịch mỹ được bảy năm và có làm hộ chiếu mỹ ngay sau đó tôi hiện đang có cả hai quốc tịch mỹ và việt nam vậy thì khi về việt nam tôi nên sử dụng quốc tịch nào tốt hơn câu thứ nhì khi về việt nam thì tôi sẽ khai hưu bên mỹ trước khi về như vậy thì khi về việt nam có cần báo với an sinh xã hội ở địa phương hay không phương thức lãnh tiền sẽ không có gì thay đổi tôi vẫn sẽ tiếp tục nhận tiền qua nhà băng của tôi ở Mỹ tôi sẽ rút tiền hàng tháng tôi xài ở Việt Nam câu thứ ba nếu tôi về Việt Nam mà nếu dính gì vào luật lệ ở bên đó thì tiền hưu của tôi có bị cắt hay không câu số 4 Tôi có một số người khuyên tôi nên làm visa 5 năm nếu về Việt Nam sống lâu dài sẽ có ảnh hưởng tiền hưu gì hay không? Câu số 5, hộ chiếu Mỹ, tôi có cần gia hạn hay không nếu tôi sống ở Việt Nam lâu dài? Và câu số 6, tôi có nghe một số người về Việt Nam bị trục sức không quay lại Mỹ được. Xin cho thêm vài ý kiến cho chuyến đi của tôi không bị trở ngại nếu có câu nào tôi chưa hỏi. Right, bây giờ mình sẽ quay trở lại để mà trả lời từng câu và có thể là cái câu trả lời mình trả lời cho câu 1, câu 2 gì đó thì nó cũng có thể là uh, trả lời cho những cái câu khác mà anh uh, hỏi luôn ha. Thì câu hỏi thứ nhất anh hỏi rằng là vào quốc tịch Mỹ được 7 năm rồi có cái hộ chiếu, có nghĩa là mình có cái passport làm cái passport ở thời điểm đó luôn. Ờ uh, và hiện đang có cả hai quốc tịch Mỹ và Việt à, vậy thì khi về Việt Nam tôi nên dùng quốc tịch nào tốt hơn cái này là cái tình trạng cá nhân nha nhưng một vài điểm mà cần lưu ý là nếu mà mình dùng cái passport của Việt Nam đó thì mình sẽ nằm trong cái áp luật của những cái luật lệ ở Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam khi mình vào Việt Nam như vậy mà nếu mà mình có dính vào những cái luật lệ gì đó mà mình bị phạt thì mình liên lạc đại sứ quán Mỹ tại à, để mà hỗ trợ những cái vấn đề này là 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 không thể mà xảy ra rất khó mà có thể xảy ra nha thì không thể nói rất khó có thể xảy ra bởi vì mình dùng hộ chiếu Việt Nam mình vào Việt Nam thì mình sẽ chịu ảnh hưởng từ những cái luật lệ mà ở à, 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 à bên đó ha. Alright, mình đi xuống cái câu hỏi thứ nhì. Khi về Việt Nam, tôi sẽ khai khu ở bên Mỹ trước khi về như vậy thì uh, khi về Việt Nam có cần báo với an sinh xã hội ở địa phương ở bên Mỹ hay không ha? Thì khi mình về, mình nên báo với an sinh xã hội bên Mỹ rằng mình về để họ có thể cập nhật vào cái hồ sơ của mình trước khi mình về ha. Và khi mình về Việt Nam đó, nếu mà mình cần những cái sự việc gì liên quan đến an sinh xã hội Mỹ ở bên Mỹ đó thì mình không có phải là gọi uh, liên lạc cái văn phòng ở địa phương của mình ở bên Mỹ nha. Nhưng khi mình về Việt Nam đó thì an sinh xã hội Mỹ họ không có cái văn phòng ở Việt Nam mà cái văn phòng thì nó nằm ở bên nước Phi Philippines. Thì nếu mình cần liên lạc đó thì mình phải liên lạc ở bên đó nha chứ không phải liên lạc thẳng bên Mỹ. Thì một trong những cái video, một số video trong channel mình cũng có chia sẻ là mình cần liên lạc. Uh, ở bên philippines qua nhiều cách mình có thể liên lạc có thể gọi điện thoại uh, hoặc là có thể fax hay là có thể gửi uh, thư từ đến cho họ hoặc là có thể vào qua trang mạng để mà điền uh, cái 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 form để mà mình gửi uh, như vậy đó. thì trong channel mình có chia sẻ về đề tài này uh, mình muốn tóm tắt sơ sơ ở đây để trả lời câu hỏi như vậy thôi đó. Uh, phương thức lãnh tiền sẽ không có gì thay đổi, tôi vẫn sẽ tiếp tục nhận tiền nhà băng, uh, an sinh xã hội gửi qua nhà băng ở Mỹ, rồi mình rút ở Việt Nam, thì cái đó ok thôi. Nhưng nếu mà mình muốn nhận tiền uh, an sinh xã hội Mỹ gửi thẳng đến nhà băng ở Việt Nam nha, thì mình mở cái nhà băng ở Việt Nam rồi mình hỏi những cái nhà băng đó có có dịch vụ để mà có thể chuyển tiền như vậy hay không, thì có một cái đơn mình cần điền để mà họ có thể Uh, làm cái sự việc đó cho mình ha. Alright. Câu thứ ba nếu tôi về Việt Nam mà nếu dính gì vào luật lệ thì tiền hưu của tôi có bị cắt hay không? Thì cái này mình muốn trở lại ở đây, cái câu 1 về cái luật. Đó. Bất kể là mình dùng cái passport nào, Mỹ hay là passport Việt, thì nếu để mình chia sẻ về cái luật ở Mỹ trước khi mình đang lãnh tiền sinh xã hội đó. Thì nếu ở Mỹ mình mà bị dính vào luật mà mình bị giam có nghĩa là 30 ngày trở lên thì mình không còn đáp ứng được điều kiện để mà tiếp tục lãnh cái quyền lợi ấy nữa. Thì cái đó cũng áp dụng tất cả ở nơi nào mà mình dính vào luật lại nếu mà bị giam thì sẽ bị ảnh hưởng đến cái tiền của mình không còn đáp ứng được điều kiện để mà tiếp tục lãnh nữa. Uh -huh có một số quý vị trong cái tình trạng như vậy đó thì an sinh xã hội sau này mới biết có nghĩa là biết mình bị giam uh, rồi trả hối thì bị thu hồi cái đó lại ha còn về những cái vấn đề mà bị trục xuất khỏi Mỹ luôn đó thì không có còn đáp ứng được điều kiện để mà tiếp tục nhận nữa. Alright câu kế tiếp là tôi có một số người khuyên tôi nên làm visa 5 năm nếu về Việt Nam sống lâu dài vậy có ảnh hưởng tiền hưu gì hay không? câu này à, để mình chia sẻ như vậy chắc anh được khuyên là nên làm visa 5 năm về Việt Nam sống lâu dài có nghĩa là mình nên dùng cái passport Mỹ để mình vào Việt Nam à, một số vị khuyên như vậy là để mình tránh những cái khúc mắc liên quan đến lực lại xảy ra Việt Nam mình không được sự can thiệp từ uh, bên phía Mỹ tòa đại sứ Mỹ vân vân nên khuyên mình như vậy nếu mình dùng cái passport Mỹ thì tất nhiên mình phải cần cái visa để vào Việt Nam. Thì thời điểm này thì có một số quý vị làm cái 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 visa 5 năm để mà mình về Việt Nam mình uh, sống được lâu mà mình không có cần phải rời Việt Nam rồi uh, một số quý vị thì có visa ngắn hạn là phải rời qua chẳng hạn như những nước lân cận uh, Campuchia vân vân rồi quay ngược lại để mà có cái visa uh, có hiệu lực lại vân vân thì mà mình về mình sống lâu dài thì dùng cái passport Mỹ thì như vậy còn nếu mình dùng cái passport Việt Nam mình vào thì mình không có cần làm cái visa như vậy ha. nhưng khi mà mình làm cái pass uh, cái visa 5 năm này đó thì cái câu đầu tiên anh nói là tôi vào quốc tịch tịch Mỹ được 7 năm và có làm hộ chiếu Mỹ ngay sau đó thì làm hộ chiếu Mỹ ngay sau đó thì không biết cái thời gian của cái passport Mỹ khi nào hết hạn nếu còn cái thời gian mà 2 3 năm nữa hết hạn mà mình làm cái visa 5 năm thì đâu có được phải không quý vị? Ví dụ như mình cho ví dụ là cái visa của một người nào đó mà năm tới 2025 sẽ hết hạn passport Mỹ đó nha. Rồi bây giờ mình nộp để mình làm cái visa Việt Nam 5 năm thì đâu có được cấp cho Việt Nam 5 năm phải không? Bởi vì cái visa của mình nó không có hiệu lực đến thời điểm đó nên sẽ không được ha à, về cái vấn đề mà có bị ảnh hưởng gì đến tiền hôn sinh xã hội hay không thì không có bị ảnh hưởng gì hết mình dùng cái vị uh, mình dùng cái passport nào cũng không có bị ảnh hưởng gì hết Alright mình trả lời cái câu này thì nó cũng liên quan đến cái câu số 5 mà anh hỏi hộ chiếu Mỹ tôi có cần gia hạn hay không nếu tôi sống ở Việt Nam lâu dài nếu mình sống ở Việt Nam lâu dài mà mình không gia hạn thì có một vài vấn đề có thể xảy ra, phải không quý vị? Thứ nhất là nói về tiền sinh xã hội đi. Tiền sinh xã hội sẽ thường xuyên gửi mình những cái lá đơn cập nhật để cho mình cập nhật về cái tình trạng của mình liên quan đến thứ nhất là biết mình vẫn còn sống để mà tiếp tục cung cấp cái tiền thứ nhì là về những cái thông tin mà mình đặc biệt là liên quan đến passport biết rằng là mình vẫn 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 còn hợp hợp lại đâu hết mà mình có cái những cái đơn đó mà những cái câu hỏi mình không có thể điền vào rõ ràng hết như vậy đó thì nó cũng là một cái 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 trở ngại ha và hãy lưu ý là khi mình về Việt Nam mình sống lâu dài thì hiện sinh xã hội sẽ gửi những cái lá thơ của một số vị nhận được hàng năm để mà hỏi về tùy theo mình lãnh tiền gì tiền bệnh thì có thể là được À, anh sẽ hỏi những gửi những cái lá thơ này thường xuyên hơn để mà xem tình trạng bệnh của mình uh, ra sao hay nói chung là còn sống hay không hay là tiếp tục đáp ứng điều kiện để mà nhận tiền bệnh vân vân để mà họ tiếp tục gửi tiền bởi vì họ không có muốn gửi lố gửi lố thì rất khó để mà thu hồi lại đặc biệt là khi một người sống khỏi nước Mỹ thì rất khó để mà thu hồi lại và khi một người mà ở nước khác mà qua đời thì cái hệ thống không có được cập nhật đến An sinh xã hội liền giống như ở Mỹ. Ở Mỹ, một người qua đời từ nhà hoàng, à, phục vụ những cái 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 cái, cái tang lễ đó thì cung cấp những cái thông tin ấy đến an sinh xã hội à, để mà an sinh xã hội kịp thời à, cập nhật vào cái hồ sơ để mà ngừng cái tiền ấy à, ở thời gian nhanh chóng hơn. Đó. Cái khác là hỏi hộ chiếu có cần gia hạn hay không thì không có liên quan đến vấn đề tiền an sinh xã hội đi mà một số vị về Việt Nam sống mình dùng cái. Passport Việt Nam, Việt Nam để mình vào để mình sống lâu dài mình thấy rằng ồ oh, còn cái cái, cái 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 thời hạn trong cái đó hoặc là một số vị có cái visa thì như nãy mình nói cái visa đó mình không thể nào mình có thể gia hạn quá cái 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 passport của mình được nhưng mà bây giờ cái passport của mình đi mình hết hạn. Thì sao mình không gia hạn, mình thấy mình sống lâu dài thôi thì kệ, khi nào tôi về lại Mỹ thì lúc đó tôi gia hạn uh, qua mạng, online để mà tôi có cái Passport Mỹ tôi về thì sao? Nếu mình phạm vào những cái trường hợp luật lệ tùy theo cái Passport nào mà mình sử dụng rồi mình bị trục sức như vậy mà Passport của mình hết hạn thì sao? Thì bị trục sức khỏi Việt Nam mà không có thể quay lại Mỹ được luôn. Thì đây là một vài cái mà quý vị cần lưu ý. Uh, và anh cũng cần lưu ý có một số trường hợp mà nhiều quý vị nghĩ rằng là ồ chắc không sao đâu bởi vì tuổi tôi cao nên những trường hợp này trường hợp họ nọ thì họ có thể dễ dàng cho tôi nhân viên hải quan có thể là à, à, di chú có thể dễ dàng cho tôi để tôi có thể vào lại mỹ ha nhưng mà khi mà mình à, gặp những sự việc như vậy mà thấy rằng là không có dễ để mà mình có thể vào lại mỹ ha nên khi mà mình có một chuyến đi có thể là rời khỏi Mỹ để mà sống lâu dài thì đây là một vài điều mình muốn đưa ra đây để xem có tình trạng mình cái nào mình áp dụng có thể phù hợp hơn từng cá nhân ha à, và video này mình muốn trả lời vài câu hỏi uh, của anh ở trong đây như vậy có gì mình sẽ trả lời những video sau chào quý vị